vì sao bệnh nhân COVID-19 số 437 tử vong. Tối qua, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Bộ phận Thường trực đặc biệt chống COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp bệnh nhân số 337 tử vong chiều cùng ngày. Theo đó, tình trạng của bệnh nhân 437, nam, 61 tuổi, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng chuyển diễn biến xấu ngay khi nhiễm COVID-19 và là bệnh nhân nặng nhất trong những ngày gần đây. Bệnh nhân cũng đã phải chạy ECMO, thiết bị thay thế tim phổi. Bệnh nhân có tiền sử suy thận mạn, đã điều trị bệnh suy thận, chạy thận nhân tạo, tăng huyết áp, đái tháo đường, rung nhĩ, gút tại bệnh viện Đà Nẵng trong thời gian dài trước khi phát hiện mắc COVID-19. Ngày 23 tháng 6, bệnh nhân khó thở được chuyển vào khoa nội tiết niệu với chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn cuối, chạy thận nhân tạo chu kỳ 7 năm, tăng huyết áp, gút, rung nhĩ, suy tim, phù phổi cấp. Từ ngày 9 tháng 7, bệnh nhân sốt cao liên tục. Đến ngày 17 tháng 7, bệnh nhân suy hô hấp, chuyển sang khoa hồi sức tích cực chống độc của Bệnh viện Đà Nẵng cùng ngày. Ngày 27 tháng 7, bệnh nhân xét nghiệm dịch hầu họng và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 29 tháng 7, bệnh nhân trụy mạch, huyết áp phụ thuộc và vận mạch liều cao, bệnh nhân được làm ECMO. Bệnh nhân đã được tiểu ban điều trị hội chẩn nhiều lần, đánh giá đây là trường hợp bệnh nhân rất nặng, tiên lượng tử vong cao. Dù đã được các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng tập trung cứu chữa nhưng đã tử vong vào chiều 31 tháng 7. Nguyên nhân tử vong: sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, ngừng tuần hoàn hô hấp trên bệnh nhân viêm phổi, suy thận mạn đang chạy thận định kỳ, có đính kèm tăng huyết áp, gút mắc COVID-19. Như vậy, đây là ca bệnh thứ 2 tử vong trong số nhóm bệnh ghi nhận từ ổ dịch Đà Nẵng. Trong số các bệnh nhân đang điều trị, có 13 ca rất nặng, một số có nguy cơ tử vong. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho hay, nhóm người nguy cơ cao khi nhiễm nCoV sẽ suy giảm sức đề kháng, khiến lượng virus phát triển nhanh trong cơ thể, tổn thương cơ quan nhanh hơn so với những người bệnh nhân khác. Một số chuyên gia về lão khoa cũng giải thích, sức đề kháng của nhóm người cao tuổi mắc bệnh lý nền thường giảm so với các nhóm tuổi khác. Nếu người cao tuổi bị bệnh nền, nCoV sẽ làm cho các bệnh mạng đó thúc đẩy thành giai đoạn cấp hoặc đợt cấp, do đó bệnh nhân dễ tử vong. Thực tế, tại các nước có đông ca nhiễm nCoV và tử vong, số bệnh nhân COVID-19 tử vong chủ yếu là người cao tuổi có kèm bệnh lý mãn tính. Cách ly tại nhà cần chú ý gì? Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) yêu cầu tất cả các trường hợp đang cư trú tại thành phố đã đến Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 7 không thuộc nhóm cách ly tập trung phải khai báo y tế và tự cách ly tại nhà. Thời gian là 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh, ngày tiếp xúc cuối cùng với ca nhiễm hoặc ca nghi nhiễm với nCoV từ ngày rời khỏi xã, phường có trường hợp bị bệnh. Nếu người nghi nhiễm nCoV được chẩn đoán không mắc bệnh thì những trường hợp cách ly do tiếp xúc gần sẽ được kết thúc việc cách ly. Trong trường hợp này, người cách ly cần chấp hành đầy đủ thực hiện 5 yêu cầu sau. 1. Quan trọng nhất là chỉ ở trong nhà, không đi ra ngoài đường trong suốt thời gian cách ly tại nhà. Nếu vi phạm, người cách ly bắt buộc phải vào khu cách ly tập trung. 2. Khi ở nhà, đối tượng tự cách ly phải ở trong phòng thông thoáng hoặc đảm bảo cách xa 2 mét đối với giường ngủ của người khác, hạn chế tiếp xúc với mọi thành viên trong gia đình. Nếu cần tiếp xúc, phải mang khẩu trang và giữ khoảng cách là 2 mét. Thường xuyên rửa tay bằng nước xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. 3. Không được ăn uống chung, người này phải sử dụng riêng các dụng cụ ăn uống. 4. Người đang cách ly phải tự thu gom riêng khẩu trang, khăn giấy lau mũi, miệng đã qua sử dụng vào một túi thải riêng để gọn trong một góc phòng. Trong thời gian cách ly, nếu xuất hiện các triệu chứng, túi này sẽ được nhân viên y tế xử lý theo quy định của rác y tế. Hết thời gian cách ly mà không có triệu chứng, rác này sẽ được xử lý như rác thông thường. 5. Tự theo dõi sức khỏe hàng ngày. Người cách ly cần đo thân nhiệt 2 lần sáng chiều để xem có sốt hay không. Sốt là khi nhiệt độ cơ thể lớn hơn hoặc bằng 37,5 độ C. Đồng thời, khi phát hiện ho, khó thở hay bất kỳ vấn đề liên quan đến sức khỏe, cần phải khai báo ngay với nhân viên y tế. Người tự cách ly sau khi khai báo y tế sẽ được các nhân viên y tế liên hệ 2 lần mỗi ngày. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.